Võ Thị Sáu, tác giả và diễn ngâm Ngọc Nền. Tên của chị đã sang người trang sử, người con gái đã trở thành bất tử, đất đỏ kiên cường nơi chị đã sinh ra. Ôi một con người đẹp tựa bài ca, chị Sáu ơi, chị đã đi rồi nhưng chị còn sống mãi, bất khuất kiên trung anh hùng vĩ đại 16 tuổi đời, thắm đỏ làn lửa căm hờn còn cháy mãi không thôi. Lời của chị vẫn sáng ngời chân lý, lũ cướp nước cả một bầy ma quỷ đến đất nước này, mày sẽ chẳng được rồi. Màu sáng mùa xuân, người liệt nữ trung kiên trước hồng sùng quân thù vẫn lung dung bình thản, cài lên mái tóc lê kim ma tươi sáng khiến kia phải hốt hoảng cúi đầu. Để bây giờ đã 70 năm sau, hàng dương ấy những dòng người gọi tên người Võ Thị Sáu.